Em chào cả nhà. Nội dung chính trong cái video ngày 26 tháng 7 năm 2023 ngày hôm nay của em thì muốn nói với mọi người là chính thức thị trường đã trở lại cái vùng kháng cự mạnh 1.200 điểm nha mọi người nhé. Bằng các trụ lớn thì ngày hôm nay thị trường đã cán mốc 1.200 điểm trong phiên giao dịch. Và về cuối phiên thị trường có cái hiện tượng là kéo mạnh cái nhóm chỉ số VN30 để chỉ số cán mốc hơn 1.200 điểm một chút. Và các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ ngày hôm nay thì giảm đỏ nhiều hơn và bắt đầu có cái tín hiệu điều chỉnh nữa nha mọi người nhé. Cái phần thứ hai em muốn nói với mọi người là cái điều quan trọng nhất vẫn là luôn luôn phải chú ý đến các chỉ báo thị trường khi nó đã vào vùng nóng. Và cái tỷ trọng cổ phiếu ở vùng nóng thì chúng ta vẫn luôn luôn phải kiểm soát. Nó nằm ở một cái mức độ là chúng ta luôn luôn được cân bằng tâm lý, không quá FOMO nhưng cũng không quá sợ hãi. Chúng ta nắm giữ 50% cổ phiếu và 50% tiền để làm gì? Để khi thị trường tăng tiếp chúng ta vẫn có một lượng cổ phiếu trong danh mục. Và nếu thị trường rủi ro điều chỉnh mạnh ở cái vùng 1.200 điểm này, chúng ta sẽ có một số vốn để tham gia ở phần phía dưới nhé mọi người nhé. Đấy là cái chính sách hợp lý nhất. Chúng ta không thể kiểm soát được việc thị trường rung lắc, co giật, tăng tiếp hoặc là có điều chỉnh sâu hay không. Tuy nhiên thì chúng ta có thể quản trị được những cái rủi ro khi mà chúng ta cảm thấy không an toàn ở cái vùng này nha mọi người nhé. Thì chúng ta hoàn toàn có quyền nắm giữ một tỷ trọng cổ phiếu vừa đủ thôi. Để thị trường tăng tiếp chúng ta cũng vẫn có hàng. Mà thị trường có giảm thì tâm lý chúng ta cũng không có sợ hãi. Bởi vì sao? Bởi vì cái số tiền mặt đó chính là cái chìa khóa để chúng ta tham gia giao dịch ở những cái vùng giá mà cổ phiếu nó cân bằng dưới tốt hơn nha mọi người nhé. Giao dịch chứng khoán ngắn hạn là chúng ta phải đưa ra những cái kịch bản của thị trường trước khi nó xảy ra. Chứ còn đợi đến khi nó xảy ra rồi mà chúng ta vẫn full tài khoản, full margin, full cổ phiếu thì chúng ta sẽ bị rơi vào trạng thái bị động. Rồi tổng quan thị trường ngày hôm nay thì VN Index giao dịch với 912 triệu cổ phiếu nha mọi người nhé. Với giá trị giao dịch của nó ngày hôm nay là gần 18.000 tỷ đồng. Thị trường đóng cửa ở mức 1.200,8 điểm, gần 1.201 điểm nha mọi người nhé. Với điểm số tăng gần 5 điểm. Và ngày hôm nay nhóm VN30 là nhóm kéo chỉ số mạnh nhất khi nó tăng gần 4 điểm. Có nghĩa là gì? Nếu ngày hôm nay không có sự đóng góp của VN30 thì thị trường sẽ giảm khoảng tầm 5 điểm nha mọi người nhé. Về cái mặt cấu trúc của nhóm VN30 ngày hôm nay kéo chỉ số thì có cổ phiếu SAB, cổ phiếu Mansan, cổ phiếu Novaland, cổ phiếu HPG, cổ phiếu FPT và cổ phiếu Vietcombank mọi người nhé. PNG cũng là một cổ phiếu kéo chỉ số ngày hôm nay. Thì tổng quan thị trường là như vậy. Còn chúng ta đi xung quanh tất cả các nhóm cổ phiếu ngày hôm nay một chút thì mọi người có thể thấy ngày hôm nay thì các cổ phiếu đỏ nhiều hơn các cổ phiếu xanh, với 246 mã đỏ và 211 mã xanh, 9 mã tăng trần và 64 mã tham chiếu. Ngoài ra thì có một nhóm cổ phiếu, một cổ phiếu sàn, cổ phiếu CTD là cái con leader của thị trường ngày hôm nay. Thì em tiếp tục theo dõi ngày hôm nay, nó đã có một phiên, sau một phiên test cung, ở một phiên gãy rũ, gãy mạnh và một phiên upthird thì ngày hôm nay nó tiếp tục giảm điểm và được kéo nhẹ lên vào cuối phiên. Vốn giao dịch vẫn rất là lớn. Cổ phiếu CTD là cái cổ phiếu em theo dõi nhịp này, vì theo em nó là một cái cổ phiếu leader và tăng mức tăng tốt nhất ở trong cái giai đoạn vừa rồi. Nó đã có những cái tín hiệu gãy đường xu hướng tăng của nó nha mọi người nhé. Đấy, cho nên là em theo dõi rất sát. Đây chính là những cái tín hiệu mà thị trường có thể sẽ có những cái nhịp điều chỉnh mạnh trong cái giai đoạn này. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái giai đoạn thị trường đi lên, các leader mà có dấu hiệu gãy thì thị trường rất dễ là chuẩn bị bước vào một nhịp điều chỉnh nha mọi người nhé. Rồi, chúng ta đi tổng quan trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay khi mua bán dòng của khối ngoại ngày hôm nay thì khối ngoại ngày hôm nay họ mua dòng 400 tỷ và danh mục của họ là nước ngoài mua dòng. Hôm nay họ mua vòng tiếp tục là Hòa Phát, Vinhome, Khang Điền, MWG, SSI. Và ở chiều ngược lại thì họ mua bán dòng KDC,
Vic DigiWorld và MSB cộng với Nam Long. Tự doanh ngày hôm qua nè, ngày hôm qua tự doanh tiếp tục mua dòng nhẹ với cái khối lượng là 41 tỷ cũng không đáng kể nha mọi người nhá. Đây về mặt đồ thị trong phiên tăng điểm ngày hôm nay của VN Index thì chúng ta xem trên chart. Đầu tiên chúng ta xem trên chart 1 phút thì chúng ta có thể thấy là nó sẽ có biến động rất là mạnh về cuối phiên. Đấy mọi người thấy chưa? Bắt đầu phiên giao dịch ngày 25 thị trường tăng điểm và gãy rũ về 1.195, sau đó lình xình gãy rũ tiếp một phát cuối phiên về 1.195 và có một phát kéo mạnh về ATC lúc 14:45. Đấy là một phát kéo ATC lên tận 1.200 luôn. Đấy, thế mọi người thấy không? Có nghĩa là phiên giao dịch ngày hôm nay bản chất là một phiên cân bằng cung cầu, khi chỉ số cứ gãy về 1.195 đến 1.196 thì lại có một lực cầu hất lên và kết phiên ở giá đóng cửa cao nhất. Nó vẫn tiếp tục là một phiên xanh vỏ đỏ lòng ở cái vùng đỉnh 1.200 nha mọi người nhá. Các chỉ báo thì mọi người có thể thấy đây chính là RSI. RSI ngày hôm nay đã chính thức chạm lên vùng 84 rồi, và stock RSI cũng đã lên vùng 100 rồi. Cho nên là các chỉ báo này hiện tại đang rất là nóng nha mọi người nhá. Cho nên mọi người đoạn này, giai đoạn này mọi người không được tham gia mua bán ngắn hạn nữa, chỉ ưu tiên nắm giữ cổ phiếu thôi. Đây danh mục của em, tài khoản của em đang đầu tư hiện tại là 2.641.000.000 và em cũng đang nắm giữ 1.531.000.000. Có nghĩa là tỷ lệ tài khoản của em đang ở mức khoảng 55% là cổ phiếu và 45% là tiền mặt. Hiện tại cũng có nhiều cổ phiếu em đang giã lãi rất là lớn. Tuy nhiên em sẽ không gia tăng và chờ thị trường. Nếu nó kéo vượt qua 1.200 luôn thì chắc chắn em sẽ bán hết tất cả danh mục luôn. Bởi vì em cho rằng thị trường sẽ có hai kịch bản như sau. Mọi người có thể nhìn đây, đây là vùng giá 1.200. Nếu thị trường kéo vượt qua và gãy lại thì em cho rằng đây sẽ là một cái tín hiệu điều chỉnh rất là mạnh, và nó có thể mất rất nhiều thời gian để cân bằng lại vùng 1.200 và trước khi có việc có thể đi lên. Tuy nhiên nếu thị trường có thể đi theo một cái đường màu đỏ như em kỳ vọng đây thì nó phải điều chỉnh ngay và chỉnh cái này thành màu đỏ. Đấy, nếu nó có thể điều chỉnh ngay về cái vùng 1.500 và tạo một cái nền đây, xong bắt đầu break out qua vùng 1.200 thì theo em đấy là một cái kịch bản tốt hơn nha mọi người nhá. Thì nó sẽ mất thời gian ít hơn, nó điều chỉnh xong. Đầu tiên là nó sẽ là có những cái cú chạm vào 1.200, sau đó lình xình giải tỏa tâm lý cho các nhà đầu tư, sau đó bắt đầu điều chỉnh xuống, tạo những cái nền giá form mẫu hình hai đáy và break out qua vùng 1.200. Thì đấy là một cái kịch bản tốt hơn là với việc nó kéo mạnh lên bằng các trụ vượt qua 1.200, sau đó nó mới quay trở lại, nó gãy, nó rũ. Thì đấy là một cái kịch bản xấu, khi mà nó quay lại gãy rũ thì rất nhiều những cái người kẹp ở bên trên này, mọi người hiểu ý em nói không, người ta sẽ bị kẹp ở vùng trên cao và thị trường sẽ mất rất nhiều thời gian để rũ bỏ những cái người kẹp ở trên cao. Họ nó sẽ rũ, người ta sẽ phải bán hết hàng ở vùng dưới này thì bắt đầu nó mới cho lên nha mọi người nha. Đấy, cho nên là kịch bản kéo qua 1.200 và quay lại gãy rũ thì sẽ rất mất rất nhiều thời gian để tích lũy lại. Tuy nhiên nếu kịch bản mà nó gãy điều chỉnh tự nhiên đúng đắn ở cái vùng 1.160 đến 1.750 này thì nó có thể sẽ đi qua 1.200 rất là khỏe mạnh. Đấy người ta gọi là điều chỉnh tự nhiên, điều chỉnh đúng, điều chỉnh đủ nha mọi người nhá. Như vậy thì thị trường nó sẽ hợp lý hơn. Và em cũng luôn luôn kỳ vọng là cái thị trường nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh đẹp, đúng về cái đường MA10 này, 1.178 đến 1.170 nha mọi người nhá. Như vậy thì nó sẽ vớt được những cái dòng tiền ở bên dưới và nó càng chứng tỏ được rằng cái lực cầu bán xuống không có mạnh và cái lực cung mua lên lấn áp lực cầu mọi người nhá. Thì cái kịch bản mà nó điều chỉnh về đây, đây nhá mọi người nhá,
Đấy, hồi phục nhẹ, tạo tiếp một cái form 2 đáy và đi ngang break qua. Đấy chính là một cái cục vàng tuyệt vời nhất của VN Index mà em cho rằng chúng ta cần theo dõi cái kịch bản này. Rất có thể nó sẽ xảy ra kịch bản này nha mọi người nhé. Tuy nhiên với cái kiểu kéo cố kéo dướn của thị trường thì chắc chắn là nó chưa điều chỉnh ngay đâu mọi người ơi. Nó nhiều khi nó còn có thể lình xình quanh cái vùng mốc 1200 này. Và có thể nó sẽ tạo những cái cú bùn cháp lên, giả vờ break out, sau đó nó mới cắm xuống để bẫy những cái nhà đầu tư đã bán hàng ra và họ không đủ kiên nhẫn để chờ thị trường điều chỉnh đúng, điều chỉnh đủ và tham gia nha mọi người nhé. Trên cái đồ thị ngày hôm nay thì lực cầu ngày hôm nay lại bắt đầu tiến về cái vùng đỉnh của cái chỉ báo đo lực cầu này mọi người này. Đấy, sau 1-2 phiên nó suy yếu lực cầu thì ngày hôm nay lại bắt đầu cái lực cầu nó lại chạm về cái vùng đỉnh cũ này. Đấy, khi mà chạm về những cái vùng đỉnh cũ này thì thị trường lại rất dễ có cái xu hướng là sẽ rủ đi nha mọi người nhá. Rủ đi là gì? Là trong phiên là sẽ có rung lắc lớn và hiện tượng điều chỉnh trong phiên rất dễ là xảy ra nha mọi người nhá. Rồi, về tất cả cái nhóm ngành cổ phiếu ngày hôm nay, vì em vẫn kỳ vọng thị trường sẽ có một nhịp điều chỉnh nên là em sẽ không phân tích cổ phiếu trong cái giai đoạn này để tránh tạo những cái tâm lý FOMO cho anh chị em xem video và những cái người đang cầm tiền ở bên dưới. Mặc dù danh mục của em là nắm toàn những cái cổ phiếu như VND, Đạt Phương này, và đây danh mục của em là VND này, Đạt Phương này, AA này và một con cổ phiếu Penny thôi. Những cái cổ phiếu của em vẫn tăng rất là tốt. Tuy nhiên em sẽ không gia tăng tỷ trọng và cũng không phân tích cổ phiếu trong cái giai đoạn này nha mọi người nhá. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của em. Và mọi người nhớ rằng tất cả các chỉ báo động lượng đang đi vào cái vùng rất nóng, nên tạm thời chúng ta không được mua mới và cũng không được gia trong tỷ trọng cổ phiếu. Chúng ta bây giờ tốt nhất là nếu những ai còn tỷ trọng cổ phiếu lớn, tỷ lệ margin cao thì mọi người nên đưa nó về trạng thái an toàn, ít nhất là 100% là không margin, hoặc nếu tốt hơn có thể là mọi người đưa về tỷ trọng như em đây, chính là 50% tiền và 50% cổ phiếu để chờ đợi nếu tăng tiếp, chấp nhận vẫn có một cái số tiền, vẫn có một cái số cổ phiếu nhất định này, chắc chắn là em sẽ không bỏ lỡ sóng. Nếu nó tăng tiếp thì sao? Thì cái lượng cổ phiếu này cũng sinh lời cho em. Nhưng nếu ở cái trường hợp ngược lại, nếu nó giảm xuống và nó điều chỉnh, thì với hơn 1 tỷ tiền mặt của em vẫn đang chờ sẵn để em bắt sẵn cái hàng bên dưới nha mọi người nhá. Đây, với cái số tiền hơn 1 tỷ, em vẫn đang có gần 1 tỷ tư tiền mặt để chờ đợi cái nhịp điều chỉnh này. Nó mà diễn ra thì chắc chắn sẽ là một cái miếng bánh lớn để em gia tăng tỷ trọng trong cái giai đoạn sắp tới và đánh cái nhịp tăng sắp tới 2 đến 3 tháng đến cuối tháng 10 nha mọi người nhá. Rồi, em cảm ơn mọi người. Nếu mọi người cần tư vấn đầu tư và mở tài khoản thì liên hệ với số điện thoại 0936812449 của em Cường. Em để ở bên dưới phần mô tả nha mọi người nhá. Và cuối cùng em cũng vẫn nói lại với mọi người một ý chính trong cái video ngày hôm nay rằng điều quan trọng nhất vẫn là nếu chúng ta không cảm thấy an toàn khi các chỉ số chỉ báo đều về vùng nóng thì chúng ta có quyền không đặt cược hoặc đặt cược ít thôi nha mọi người nhá. Chúng ta không thể kiểm soát được việc thị trường rung lắc, co giật để tăng tiếp hay là điều chỉnh sâu, thì chúng ta có thể quản trị được những cái rủi ro. Khi mà chúng ta cảm thấy không an toàn thì chúng ta hoàn toàn có thể nắm giữ một tỷ trọng vừa đủ cổ phiếu để thị trường tăng tiếp, chúng ta vẫn có hàng, mà có giảm thì vẫn có tiền để tham gia cái nhịp sau chỉnh nha mọi người nhá. Đấy là một cách tốt nhất để quản trị tâm lý cảm xúc trong giao dịch chứng khoán ngắn hạn. Rồi, tạm biệt mọi người. Chúc mọi người đầu tư an nhàn và thành công.